Vào ngày thứ tư mình đang sử dụng đô thì là mình đang ăn sáng với cả nhà. Bố ngồi bên trái, mẹ ngồi bên phải. Mình chỉ sử dụng đô ở nửa mặt bên phải thôi, còn sữa rửa mặt cũ là mình sử dụng bên trái. Bố có hỏi là tại sao da con sần thế, còn mẹ thì lại trả lời là sao da tôi thấy da con mình mịn đấy chứ. Thật à? Thật chứ. Sữa rửa mặt đô chứa 1/4 hàm lượng kem dưỡng da, cho bạn làn da mềm mại và mịn màng hơn. Mình liền kể với bố mẹ là mình đang sử dụng đô trên nửa mặt. Mẹ cảm giác rất là thích và cũng muốn da của mình cũng được như thế. Hãy thử dùng sữa rửa mặt đô và cảm nhận sự khác biệt. Thiệt không? Sợ thử thì biết ngay thôi mà.